Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ quay cho tất cả anh em thấy một cái dàn xe đi rừng đang tập trung ở nhà máy mì Sơn Hải. Tất cả xe đây đều đã gác cầu nha, gác cầu để đi rừng một cách cho nó bền bỉ lâu dài. Có thể chở rất là nhiều. Thùng là phải đóng chắc chắn. Cầu là gác, xe nào cũng gác cầu hết. Chở là phải chở như thế này nè anh em. Đầy lúc luôn. Ở đây tập trung một dàn xe luôn. Đang chờ xuống mì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.